Thưa quý vị, kể từ những năm 2000 cho tới nay thì Super Junior là nhóm nhạc K-pop kỳ cựu được hâm mộ bởi nhiều thế hệ. Và sau nhiều thành công tiếp nối thì bên cạnh hoạt động chung của nhóm, các thành viên cũng hoạt động đơn lẻ và chia thành những cái nhóm nhỏ. Super Junior D&E của hai thành viên là Tông Hê và Un Hy Ức cũng vậy. Kể từ năm 2011 thì nhóm này đã để lại nhiều dấu ấn âm nhạc riêng. Và vừa qua thì nhóm đã kỷ niệm 10 năm hoạt động với album đầu tiên mang tên là Countdown và với ý nghĩa là đếm ngược từ 10 về 0. Đánh dấu một cột mốc mới. Hãy cùng nghe hai thành viên chia sẻ về sự kiện đặc biệt này cùng với Chuyển động 24 giờ. Xin chào Chuyển động 24 giờ. Chúng tôi là Super Junior D&E. Countdown, album đánh dấu kỷ niệm 10 năm hoạt động của nhóm nhỏ Super Junior D&E đến nay đã đứng đầu bảng xếp hạng album trên iTunes tại 22 quốc gia. Khi MV vừa ra mắt thì tôi có lên YouTube để xem bình luận của mọi người. Thế à, tôi có thể cảm nhận được sự ủng hộ của mọi người từ khắp nơi trên thế giới. Lần này thì cả tôi và Ân Hiếp đều có hoạt động solo thông qua California Love. Mọi người đều có thể nhìn thấy một hình ảnh mới của Đông Hê. Và tôi cũng thấy được những bình luận nói rằng không ngờ là tôi có thể phát hành thể loại nhạc như thế này. Lần đầu tiên hoạt động độc lập, tôi cảm thấy rất là ngại cùng lo lắng, nên không biết vì sao lại không dám xem những bình luận. Tôi rất mong mọi người sẽ cảm thấy hay. 10 ca khúc với 10 phong cách nhạc hoàn toàn khác nhau được hai thành viên chuẩn bị trong gần nửa năm. Lần này tôi cũng đã tham gia vào quá trình viết lời cho hai ca khúc solo của tôi. Đối với ca khúc Bi thì vì đây là bài hát chứa đựng câu chuyện của tôi đã nỗ lực để đưa những cảm nhận và suy nghĩ về chính cuộc sống của tôi vào trong lời bài hát. Thông điệp mà chúng tôi muốn gửi gắm trong ca khúc chủ đề Zero rất đơn giản. Nếu không có mọi người thì chúng tôi không là gì cả. Và chúng tôi giữ suy nghĩ rằng đây sẽ là món quà dành cho người hâm mộ trong suốt quá trình thực hiện. Là bạn từ thời đi học rồi cùng tham gia nhóm Super Junior, hai thành viên còn vô cùng ăn ý trong phong cách âm nhạc và trình diễn. Sau Countdown, Super Junior D&E hứa hẹn tiếp tục làm mới hình ảnh từ một cột mốc mới và dự định thực hiện tour diễn trực tiếp. Super Junior từng đi dự lễ trao giải AAA tại Việt Nam. Trong cả một sân vận động to lớn như thế, các ELF đã tạo nên hình trái tim từ đèn. Nên tôi cảm thấy rất ấn tượng. Chúng tôi cảm thấy rất tự hào cũng như là cảm động khi nhìn vào hình trái tim đó. Và cũng nhờ các người hâm mộ tại Việt Nam mà chúng tôi có thể vững vàng. Khi tình hình trở nên khả quan hơn thì đương nhiên là chúng tôi sẽ suy nghĩ đến việc đến Việt Nam để trình diễn. Sau 10 năm, bao gồm cả Super Junior là 16 năm. Rất cảm ơn mọi người vì đã luôn sát cánh cùng với chúng tôi.